Công dụng của xả thúc đẩy quá trình thải sạch độc tố trong gan, thận, bàng quang theo cách của Danh Ý chia sẻ. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Công dụng của xả. Xả là loại cây thuộc họ cỏ, có nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka, được sử dụng lâu đời, vừa là thực phẩm, vừa là thảo dược. Xả được dùng nhiều để chế biến các món ăn trong nền ẩm thực của một số quốc gia châu Á như Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Một số trong những công dụng nổi bật của xả là giải độc vô cùng hiệu quả. Dù được sử dụng bên trong hay bên ngoài, nhiều sản phẩm chăm sóc da, thân thể được chiết xuất từ xả bởi hàm lượng xả đều có thể làm sạch các vết thương, giúp thanh lọc cơ thể một cách hữu hiệu nhất. Vitamin A có trong xả có thể tái tạo và làm sạch làn da, đặc biệt là da dầu. Trà xả hoặc nước xả có tác dụng lợi tiểu, làm sạch gan, thận, bàng quang và tuyến tụy, giống như chanh. Xả cũng là một chất khử mùi rất hiệu quả, có thể làm sạch và làm mới nhiều thứ. Ngoài ra, xả còn có nhiều công dụng quý giá khác mà có thể bạn chưa từng biết. Xả chứa hợp chất terpenol, có tác dụng ức chế cơ thể sản sinh ra axit mevalonic, thành phần góp phần vào giai đoạn đầu trong việc tổng hợp cholesterol. Giảm cholesterol trong cơ thể giúp ngăn chặn sự phát triển trong màng bám, động mạch và tĩnh mạch, gây tắc nghẽn mạch máu, có thể gây ra đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Xả cũng chứa nhiều kali, có tác dụng điều chỉnh nhịp tim, chuyển oxy lên não, cân bằng lượng nước trong cơ thể và làm gia tăng sự lưu thông máu, ổn định huyết áp và giảm nguy cơ đứt hoặc tắc nghẽn mạch máu, cải thiện trí nhớ. Xả hoạt động như một loại chất thư giãn, nó có thể chữa mất ngủ, tăng sự tập trung và trí nhớ. Hàm lượng tinh dầu trong xả có tác dụng giữ bình tĩnh, cải thiện tinh thần. Các nhà khoa học tìm thấy trong xả có một loại chất gọi là chất chống trầm cảm và có tác dụng cải thiện tinh thần. Mùi hương từ dầu xả, trà xả đều giúp giải phóng các chất hóa học do cơ thể tự tổng hợp, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện tâm trạng, trí nhớ, giấc ngủ, tiêu hóa. Nghiên cứu trên chỉ ra rằng xả có thể làm giảm stress và các tác động tích cực tới cảm xúc, điều trị cảm cúm. Như là một loại thuốc chống sung huyết mũi, xả được dùng để chữa nghẹt mũi và tức ngực. Dù được sử dụng để xông, xoa lên ngực, pha trà hoặc chế biến các món ăn, xả đều có thể loại bỏ đờm, dịch nhầy trong mũi, giúp cho mũi thông thoáng hơn. Hàm lượng cao vitamin C có trong loại cây này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, điều hòa cholesterol và huyết áp. Bên cạnh đó, các chất magie, phốt pho, folate trong xả có tác dụng ổn định hệ thần kinh, giảm sưng viêm và đau. Có lẽ một trong những lợi ích ít được biết tới của xả chính là làm giảm và chống lại các cơn đau cơ và khớp. Chất trong xả có tác dụng chống viêm, giảm các cơn đau nhức liên quan tới các bệnh viêm khớp, thấp khớp, gút, đau răng và viêm đường tiết niệu, ngăn chặn vi khuẩn. Tinh dầu chiết xuất từ xả luôn có mặt trong các tủ thuốc của gia đình hoặc trong ba lô mỗi khi có chuyến đi picnic, bởi vì nó có chức năng như một loại thuốc chống côn trùng và chất khử trùng. Xả có thể dùng làm sạch vết thương hở hoặc chảy da, làm sạch nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc dạ dày. Nó cũng bài trừ những loại côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi, kiến hay bọ chét. Muốn làm sạch không khí xung quanh, bạn có thể sử dụng tinh dầu xả để xịt hoặc dùng đèn đốt bằng tinh dầu nến, cải thiện hệ tiêu hóa. Ít người biết rằng xả cũng được dùng để chữa các chứng bệnh khó tiêu và táo bón, cũng như các vấn đề liên quan đến đường tiết niệu. Nó giúp tác dụng làm sạch và làm dịu đường ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Xả giúp ổn định chức năng đường ruột bằng cách tiêu diệt vi khuẩn có hại và ký sinh trùng, phục hồi các vi khuẩn có lợi trong ruột kết. Cách chế biến trà xả. Trong công thức trà xả này, bạn sẽ kết hợp được cùng quế, một vị thuốc giúp kiểm soát lượng đường trong máu, gừng, gia vị làm ấm và các hỗ trợ tiêu hóa, ninh hương, các loại thảo dược trị chứng hôi miệng và bạch đậu, khấu trị bệnh tim mạch. Chuẩn bị nguyên liệu cho 2 tách trà. Một cây xả khô, bạn có thể dùng xả tươi. Một nhánh gừng nhỏ, cạo vỏ và bào nhuyễn. 1/2 quả chanh tươi. Vài mẩu quế, vài mẩu ninh hương. Ít hạt bạch đậu khấu. Một muỗng cà phê mật ong. 2 bát nước lọc. Cách làm. Bước 1. Dùng nồi nấu trà đun nóng 2 bát nước. Sau đó cho nhánh trà khô vào cùng gừng, ít mẩu quế, ít mẫu đinh hương, ít hạt bạch đậu khấu và đun sôi. Bước 2. Sau khoảng 10 phút đun trà, bạn đem trà đi lọc qua một chiếc lưới và lấy nước trong lọc rót vào cốc trà. Bước 3. Vắt một ít nước cốt chanh và khuấy đều với một muỗng mật ong. Lưu ý khi uống trà xả,
Để trà mang lại tác dụng tốt nhất, nên uống vào buổi sáng và uống nhiều nước trong ngày. Trà xả gây kích thích co thắt tử cung, thế nên không thích hợp cho phụ nữ mang thai. Những người có vấn đề về thận hoặc gan nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trà xả. Một số công dụng tuyệt vời của cây xả. 1. Tác giúp tiêu hóa tốt, chữa đau bụng. Theo đông y, cây xả có vị the, hơi cay, tính ấm, có tác dụng làm da mồ hôi, chống viêm, tiêu đờm, thông tiểu tiện. Vì vậy mà cây xả có thể giúp chúng ta làm ấm và khỏe đường tiêu hóa. Cụ thể như sau. Uống từ 3 đến 6 giọt tinh dầu xả giúp chữa đau bụng, đầy hơi, khử hôi miệng, tiêu đờm và loại bỏ khí trong ruột. Lấy 30 đến 50 gram xả tươi đun sôi, pha với đường, uống nóng 2 đến 3 lần trong ngày, dùng chữa chứng bội thực, đau bụng, cảm sốt, ngộ độc rượu. Liều dùng mỗi ngày là từ 6 đến 12 gram. 2. Ngăn ngừa ung thư. Theo kết quả của một số nghiên cứu thì hợp chất citra có trong cây xả cũng có thể tiêu diệt các tế bào ung thư và không làm tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh khác. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn xả vào thức ăn hoặc giã xả vắt làm nước uống thay trà. Bên cạnh đó có một số nghiên cứu khác cho thấy xả có thể giúp ngăn ngừa các ung thư. Ngoài ra, trà xả còn có một số tác dụng khác như làm đẹp da, giảm cholesterol, giúp ngủ ngon. 3. Giải độc. Ăn xả với mục đích giải độc cho cơ thể sẽ giúp tăng cường số lượng và tần suất đi tiểu, giúp cho gan, đường tiêu hóa, tuyến tụy, thận và bàng quang sạch sẽ, hỗ trợ loại bỏ các chất độc hại và các chất axit uric. Đặc biệt, xả còn được dùng để giải rượu rất tốt. Bạn chỉ cần dùng một ít xả, giã nát, sau đó lấy một chén nước, uống vào sẽ nhanh chóng tỉnh, đỡ mệt và giảm đau đầu. 4. Giải cảm, trị nhức đầu. Lá xả kết hợp cùng một số loại khác như kinh giới, tía tô, chắc bách diệp, bạc hà, chanh, lá ổi, đem đun sôi, dùng để xông giải cảm rất hiệu nghiệm. Bên cạnh đó, xông hơi bằng cách này còn giúp tinh thần thư thái, giảm hẳn tình trạng nhức đầu. 5. Hạ huyết áp. Cây xả có tác dụng lợi tiểu, nhờ đó có thể làm giảm huyết áp, tăng tuần hoàn máu. Chỉ cần uống một ly trái cây có chứa tinh chất xả là có thể giảm huyết áp cho cơ thể. 6. Giảm cân, làm đẹp. Cây xả có tính ấm, khi dùng sẽ giúp quá trình tiêu hao năng lượng diễn ra nhanh hơn, giảm dần lượng mỡ tích tụ trong cơ thể. Bên cạnh đó, cây xả còn giúp bạn hạn chế được sự hấp thu các thành phần trong thức ăn và đường ruột. Dùng thường xuyên sẽ có tác dụng giảm cân đáng kể. Ngoài công dụng giúp giảm cân hiệu quả, cây xả còn là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời. Sử dụng tinh dầu từ xả sẽ giúp giảm hẳn các tình trạng mụn trứng cá, mụn nhọt và giúp cho các cơ, mô trong cơ thể được săn chắc hơn. Hơn thế, xả còn được sử dụng dưới dạng như tinh dầu, giúp người dùng có thể sử dụng một cách thuận tiện hơn mà không làm mất nhiều thời gian chuẩn bị và có thể bảo quản được lâu hơn. Công dụng tinh dầu xả đối với hệ tiêu hóa. Cây xả có vị the, hơi cay nồng và có tính ấm, thân nhiệt khi sử dụng. Điều này làm cho người ăn xả ra nhiều mồ hôi, chống viêm, thông tiểu, tiêu đờm, giúp chúng ta khỏe mạnh đường tiêu hóa. Ví dụ quý vị ăn uống bị chậm tiêu, bị đầy bụng, buồn nôn hay tiêu chảy, quý vị có thể dùng 30-50g xả tươi, sắc lấy nước uống 2-3 lần trong ngày. Nếu quý vị có sản phẩm tinh dầu xả thì chỉ cần 3-6 giọt tinh dầu thì quý vị hòa với nước sôi để nguội rồi đảm bảo sẽ uống khỏi bệnh. Tinh dầu khử mùi tự nhiên. Tinh chất từ xả chanh có khả năng làm cho không gian trở nên mát mẻ, thư giãn, an toàn và đặc biệt khử mùi rất hiệu quả với một số mùi hương thơm từ tự nhiên. Để khử mùi trong không gian nào đó, chúng ta chỉ cần sử dụng tinh chất xả với đèn sông, tinh dầu hoặc máy khuếch tán tinh dầu. Các loại thiết bị này sẽ giúp các hạt tinh dầu lan tỏa mọi ngóc ngách để tạo ra mùi thơm, làm sạch không khí, diệt khuẩn và đánh bay mùi hôi khó chịu. Ngoài ra, chúng ta có thể kết hợp với các loại tinh dầu khác như tinh dầu oải hương, tinh dầu bạc hà để tạo mùi hương thơm mà chúng ta yêu thích. Tinh dầu xả làm dược liệu hỗ trợ điều trị các bệnh khác. Do xả có tính ấm, có tác dụng làm da mồ hôi, nên chỉ thích hợp dùng để chữa trị các chứng bệnh do hàn lạnh gây ra. Các bệnh hàn lạnh được hiểu như khi quý vị đi mưa hay nhiễm lạnh và các triệu chứng liên quan. Lúc này quý vị chỉ cần một ít xả sông nóng cùng với một số lá thuốc khác. Sau 15 phút, đảm bảo quý vị sẽ khỏe ngay tức thì. Có một lưu ý nhỏ là các chứng bệnh do nhiệt gây ra, chúng ta không nên dùng xả vì nếu dùng xả sẽ làm hao khí và tân dịch, rất nguy hiểm cho người ốm mà sử dụng. Tinh dầu xả xua đuổi côn trùng và muỗi cực kỳ hiệu quả. Cây xả và loại cây lành tính có thể làm gia vị hay hỗ trợ chữa bệnh, vì vậy nên sử dụng tinh dầu xả trong phòng ngủ không gây hại cho sức khỏe. Với mùi thơm dễ chịu giúp quý vị khử mùi không khí, thư giãn, thoải mái đầu óc. Hơn nữa, tinh dầu xả xua đuổi các loại côn trùng gây hại cực kỳ hiệu quả. Một số lưu ý khi sử dụng tinh dầu xả. Cây xả có rất nhiều công dụng là vậy, nhưng vẫn có một số điều cần lưu ý như sau.
Tuyệt đối không được uống tinh dầu xả, tránh để tinh dầu xả gần lửa, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Một số người có thể bị dị ứng nên tốt nhất trước khi dùng bạn nên thoa một ít lên tay, không nên để tinh dầu xả vướng vào mắt, không thoa vào các vết thương hở. Không nên dùng tinh dầu xả khi bị tác động từ bên ngoài như biến dạng, có mùi, màu sắc lạ, nên pha loãng tinh dầu nguyên chất trước khi sử dụng. Sản phẩm nên được đựng trong lọ thủy tinh và bảo quản khô mát. Công dụng tinh dầu của xả đối với hệ tuần hoàn. Cây xả có tác dụng tiêu đờm, thông tiểu nên có thể làm giảm huyết áp. Nhưng các bệnh huyết áp thường biểu hiện rất đột ngột và nguy hiểm. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên điều trị theo lời của bác sĩ. Sản phẩm tinh dầu xả chỉ hỗ trợ điều trị, không có khả năng chữa bệnh huyết áp. Và chúng ta dùng thêm xả như là thực phẩm chức năng, giúp hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Công dụng của tinh dầu xả đối với hệ nội tiết. Tinh dầu xả dùng để làm đẹp cho phái nữ. Phái nữ hiện nay có xu hướng sử dụng thảo dược có nguồn gốc từ thiên nhiên để làm đẹp. Quý vị cũng có thể dùng cây xả cho thêm vỏ bưởi, bồ kết để nấu nước cội đầu, đảm bảo tóc các chị em sẽ mềm mượt, thơm tự nhiên, sạch cầu và không rụng. Tinh dầu xả còn giúp làm xe khít lỗ chân lông. Chỉ cần xông mặt với tinh dầu xả, bạn sẽ có một làn da đẹp. Tác dụng của tinh dầu xả đối với phái nam. Tinh dầu xả có tác dụng giải độc gan rất nhanh. Quý vị có thể dùng xả giã nhỏ, vắt lấy nước, uống sẽ nhanh chóng tỉnh và đỡ nhức đầu. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.